Xin chào các bạn, bản tin xe buýt ngày 12 tháng 12 năm 2022, tổng hợp hình ảnh hậu trường diễn xuất của Ngô Thừa Ân, Vân Vy Sang và Trương Đăng Khách cùng Tử Vũ thời làm phim Vân Chi Vũ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.